Xin kính chào quý vị và bà con. Trong tháng 9 này nếu khai thác cá nổi nhỏ, bà con có thể tham khảo bản đồ dự báo ngư trường của Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản. Vùng biển phía nam nơi mà có những ô màu đỏ là nơi có thể cho năng suất cao, còn những ô màu xanh lá có thể cho năng suất trung bình bà con khai thác cá nổi nhỏ ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì cần phải lưu ý trong hôm nay sẽ có mưa rông có thể kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh tâm nhìn xa ở đây giảm thấp dưới 10 km gió tây nam cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh còn với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm các đảo Phú Quốc Thổ Chu và Nam Du hôm nay cũng có cảnh báo mưa rông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quý vị có kế hoạch du lịch ở các đảo này thì nên cân nhắc lịch trình của mình. Với vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ xuống tới Ninh Thuận là nơi mà tàu thuyền có thể yên tâm hoạt động. Dự báo chiều và đêm nay trời ít mưa, có nắng, gió không quá cấp 5. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết khá ổn định, trời mưa rào và rông vài nơi trong hôm nay, tầm nhìn xa trên 10 km và gió cấp 4 đến cấp 5. Với huyện đảo Trường Sa, cảnh báo hôm nay có gió khá mạnh, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Ngoài ra thì trời sẽ còn có mưa rông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km trong mưa. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.